Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề video về sinh lý thận Mình sẽ cùng nhau chuyển sang tìm hiểu phần điều hòa sinh lý thận à, Trước khi nói về cái cơ chế điều hòa thì mình sẽ tìm hiểu cái phần đại lượng liên quan đến filtration fraction hay là cái tỷ lệ lọc Cái tỷ lệ lọc bằng GFR, đây là độ lọc cầu thận bình thường khoảng 120ml một phút chia cho RBF là Renal Plasma Flow là lưu lượng máu đến thận bình thường khoảng 600 ml một phút như vậy khi mình thay hai giá trị này vào thì FF sẽ bằng 120 chia 600 tương ứng với khoảng 0,2 hay là 20 phần trăm và cái FF này lại liên quan đến các cái giá trị áp suất à, các tiểu động mạch đến tiểu động mạch đi hay là liên quan đến các mau mạch qua nóng đây mình quan sát cái hệ thống dòng máu nè dòng máu đi từ tiểu động mạch đến nó đến cầu thận nó được lọc qua cái khoang dịch lọc khoan dịch lọc là màu vàng ha rồi sau khi lọc xong á, thì cái dòng máu này phần còn lại nó sẽ theo tiểu đồng tiểu đồng mạch đi đi ra đây là afferent arterios còn đây là efferent arterios thì cái phần tiểu đồng mạch cái phần mạch máu trong tiểu đồng mạch đi này nó sẽ hình thành cái cái dòng máu chạy chạy xung quanh cái ống thận để tiếp tục quá trình tiết và quá trình tái hấp thu các chất cần thiết trở lại cơ thể mình thì đây chính là phần BC cái phần BC này chính là mao mạch quanh nóng À, thì ở đây mình xét cái phần lọc tức là lọc thì sẽ liên quan đến cái áp suất lọc ở trong máu và trong cái khoang dịch lọc. đây mình thấy mình muốn lọc máu lọc các chất từ trong máu và trong khoang dịch lọc nó sẽ phụ thuộc vào hai loại áp suất chính đó là áp suất thị tĩnh và áp suất thẩm thấu. cái chữ P này đại diện cho áp suất thị tĩnh nè còn cái chữ P này là đại diện cho áp suất thẩm thấu. như vậy thì áp suất thị tĩnh là cái áp lực mà đẩy các chất ra khỏi cái nơi chứa nó xu hướng đẩy các chất ra còn áp suất thẩm thấu là xu hướng kéo các chất về à, ở trong mau mạch hay là ở khoang dịch lọc đều có cái áp suất thị tĩnh và áp suất thẩm thấu ở đây mình thấy à, áp suất thị tĩnh trong mau mạch nè nó xu hướng đẩy các chất ra khoang dịch lọc đây là cái áp lực lọc nè hoặc là cái áp suất thẩm thấu của khoang dịch lọc xu hướng kéo các chất về phía nó đây là hai cái áp lực đi cùng một chiều mặc dù nằm hai phía à. còn cái áp suất thẩm thấu trong mau mạch thì xu hướng kéo các chất về phía nó và ngược lại cái áp và cũng tương tự ha và cái áp suất thị tĩnh ở trong khoang dịch lọc xu hướng đẩy các chất vào trong mạch máu trở lại nè như vậy thì cái phần áp suất lọc này á mình sẽ tính sau tức là mình mình sẽ tìm hiểu cụ thể nó sau còn hôm nay mình sẽ nói về cái cơ chế tác động ở đây là cái vị trí tác động của cái áp suất áp suất lên cái phần lọc bây giờ mình nói về cái tác động của filtration pressure tác động lên cái áp suất thẩm thấu trong mao mạch quanh nóng thận như thế nào à bây giờ cái um, phần dịch lọc này. khi mà cái tiểu đồng mạch đến đưa phần máu đi đến cầu thận và đã được lọc các chất ra ff mà càng lớn tức là cái tỷ lệ lọc càng lớn á, thì càng nhiều các chất càng nhiều chất đặc biệt là protein bị mất qua bao bô man như vậy thì càng nhiều protein bị mất qua bao bô man thì đi đến cái mau mạch quanh nóng nè các protein này sẽ được tái hấp thu trở lại cái mau mạch qua nóng mà khi protein được tái hấp thu trở lại mau mạch qua nóng á, thì làm tăng cái lượng tăng cái lượng protein ở trong mau mạch qua nóng dẫn đến làm tăng cái áp suất thẩm thấu mau mạch qua nóng này tăng bc như vậy thì ff mà tăng thì bc b này áp suất thẩm thấu trong mau mạch qua nóng thận tăng và ff mà giảm thì nó cũng sẽ giảm à, cái bbc này nó sẽ giảm này. À, các yếu tố tác động lên FF thì đây mình xét cái hai cái phần đó là tiểu động mạch đến và tiểu đồng mạch đi và hai yếu tố này là hai cái quan trọng nhất mà những cái hệ thần kinh hoặc là nội tiết tác động lên làm thay đổi cái FF hay là fraction filtration fraction ha đầu tiên là mình co cái tiểu động mạch đến nè. khi co tiểu đồng mạch đến thì sẽ làm giảm cái lưu lượng máu đi đến cầu thận mà giảm lượng máu đi đến cầu thận sẽ làm giảm cái áp lực lọc hay là giảm cái độ lọc cầu thận là giảm uh, GFR Đấy, giảm lượng máu đến thận là giảm RPF giảm cả hai giá trị này cho nên là cái filtration fraction chúng ta không xác định được là à nó có tăng hay là nó có giảm hay không tại vì giảm là giảm cả tử lẫn mẫu luôn. Rồi trường hợp thứ hai là mình xét cái cái co đây, co của tiểu động mạch đi khi chúng ta co của tiểu động mạch đi á thì xu hướng một phần này nó làm nó làm dòng máu đi xuống hoặc là dòng máu đi lên nè à, nó ứ động máu ở trên cái Um, phần lọc này và cái vấn đề mà co cái tiểu động mạch đi rồi á thì nó sẽ làm tăng cái áp lực lọc à, cái lượng máu thì vẫn đến bình thường nhưng cái lượng máu đi thì không có lượng máu đi thì giảm cho nên là ứ động máu ở đây làm tăng cái áp lực lọc hay làm tăng cái GFR tăng độ lọc cầu hận à, tuy nhiên là khi mà ứ động máu trên này á thì cái lượng máu đến này sẽ bị cản nè à, bình thường máu đến lưu thông vẫn lưu thông đến thì có lưu thông đi còn đây bị cản lại rồi cho nên lượng máu đi đến thận nó sẽ bị giảm trở lại à, giảm cái RPF như vậy thì ở đây á, mình thấy là nó tăng nó tăng tử nhưng mà nó giảm mẫu cho nên dẫn đến cái tỷ lệ filtration fraction nó tăng tăng cái tỷ lệ lọc rồi bây giờ mình nói một số yếu tố tác động lên cái vấn đề mà co hay là giãn các tiểu đồng mạch đầu tiên là tác động của sympathetic nervous system đây là hệ thống thần kinh giao cảm À, hệ thống thần kinh giao cảm á, thì mình ấn tượng nó là co mạch ha, co cả afferent arterioles và co cả efferent arterioles. Tuy nhiên là nó sẽ tác động co mạnh hơn, co nhiều hơn ở cái phần tiểu động mạch đến. Này. ở đây mình quan sát cái nó co nhiều hơn tiểu động mạch đến và nó co tiểu động mạch đi nhưng mà nó sẽ co co cái phần tiểu động mạch đến nhiều hơn. khi mà nó co phần tiểu động mạch đến nhiều hơn á thì nó làm giảm cái thể tích máu đi đến thận, à, giảm thể tích máu đi đến thận thì đồng thời làm giảm cái áp lực À, áp lực trong tiểu động mạch đến nè, giảm áp lực thì giảm cái khả năng lọc các chất đi ra môi trường nè, lọc các chất qua khoang dịch lọc, tức là giảm RPF là giảm lưu lượng máu đến thận nè, rồi giảm giảm áp lực lọc cầu thận nè, áp suất thị tĩnh nè, BGC là áp suất thị tĩnh trong trong mạch cầu thận ha. Rồi dẫn đến làm giảm cái GFR Giảm GFR là giảm độ lọc cầu thận à, Tuy nhiên cái giảm độ lọc cầu thận này á Nó không nhiều bằng cái việc mà giảm lưu lượng máu đến thận à, Thành ra cái tử này nó giảm nhẹ Còn cái mẫu này nó giảm mạnh hơn Cho nên cái filtration fraction ở đây vẫn tăng Mà filtration fraction tăng á thì dẫn đến là cái áp suất thẩm thấu mau mạch quanh ống thận cũng tăng. Rồi cái yếu tố thứ hai là tác động của angiotensin 2. À angiotensin 2 cũng tương tự với sympathetic nó cũng gây co mạch. Tuy nhiên là nó nó co cái phần efferent arterioles, tức là co phần tiểu động mạch đi nhiều hơn. À, co cả hai bên đúng không? Co cả tiểu động mạch đến và tiểu động mạch đi. Tuy nhiên là tiểu động mạch đi sẽ chịu tác động nhiều hơn. Em mình tiếp tục quan sát cái phần nếu mà nó co tiểu động mạch đi nhiều hơn thì dẫn đến là nó vẫn làm giảm cái lượng máu lưu lượng máu đi đến thận do bị ứ ứ động máu trên này. Nhưng mà nó cái lượng máu từ tiểu động mạch đi nó dồn ứ lại thì dẫn đến làm tăng cái áp lực lọc cầu thận à, tăng áp lực lọc cầu thận dẫn đến tăng gfr à, tăng gfr nè và lượng máu đến đây á, thì ngăn chặn cái dòng máu từ tiểu động mạch đến đến ồ ạt cho nên là giảm cái rbf dẫn đến là filtration fraction nó vẫn tăng và đặc biệt lưu ý là cái parasympathetic không tác động lên thận nên không không xét tác động của parasympathetic à. Um, và mình có một số cái uh, vấn đề liên quan ứng dụng đó là người ta cho mình một tình huống đó là một người đàn ông 25 tuổi. Ông này đang um, giả sử trường hợp là ông này đang đi trên sa mạc đi, ông này bị mất nước. Vậy thì cái cơ chế đáp ứng trong cơ thể của ông này như thế nào? Đầu tiên là ông này bị mất nước thì nó làm co cái afferent arterios um, mất nước thì sẽ hoạt hóa cái hệ thống đó là renin angiotensin aldosterone. À, và khi mà tăng cái lượng angiotensin 2 á thì sẽ gây co cái afferent arterioles à, làm giảm cái RPF tức là giảm cái lưu lượng máu đến thận. À, nhưng mà cái angiotensin 2 này là tác động vào cái afferent arterioles nhiều hơn nên là máu sẽ ứ trong cái cầu thận này làm tăng cái cái áp lực lọc bên trong cầu thận làm tăng cái GFR. À, tăng GFR là tăng cái độ lọc cầu thận. À, dẫn đến là khi mà tăng cái lượng protein đi ra ngoài á, thì cái mau mạch cầu thận này xung quanh nè nó sẽ tái hấp thu rất nhiều protein lại và nó làm tăng cái áp suất thẩm thấu quanh mau mạch mau mạch cầu thận cái mục đích mà để tăng cái áp suất thẩm thấu này là để tăng cường tái hấp thu các chất trở về cơ thể như vậy thì ở đây mình có filtration pressure bằng GFR nè chia cho RPF tức là renal plasma flow à, ở đây là GFR tăng lưu lượng máu đến thận giảm thì cái filtration pressure sẽ tăng và dẫn tới là áp suất thẩm thấu mau mạch quanh ống thận cũng tăng để tăng cường tái hấp thu các đoạn ống thận để bảo toàn thể tích trong cơ thể đó là cái đáp ứng trong tình huống mà mình đưa ra ha cái tình huống thứ hai là liên quan đến một người đàn ông 75 tuổi cái ông này đang bị xuất huyết ví dụ như xuất huyết tiêu hóa chẳng hạn thì người ta hỏi là có có cho ông này dùng cái nhóm thuốc anset hay không thì thực ra bình thường cái cơ thể đáp ứng trong cơ thể mình như này ha khi mà sympathetic hoặc là angiotensin 2 á mà nó gây co các tiểu động mạch đến tiểu động mạch đi ở trong cầu thận nếu trường hợp mà chúng ta không có những cái cơ chế làm giãn mạch tại chỗ thì có thể gây hoại tử ha cơ chế giãn mạch tại chỗ nghĩa là cái cơ chế tiết ra prostaglandin tại chỗ để làm giãn cái afferent arterioles tại vì nếu mà không có máu đến nuôi thận á thì thì thận sẽ bị hoại tử mà nếu sympathetic hay là angiotensin hai nó cứ tiếp tục tác động coi như vậy á thì thận sẽ bị thiếu máu à, vậy enzep là một cái nhóm mà ức chế tổng hợp prostaglandin mà khi nó ức chế tổng hợp uh, prostaglandin trong trường hợp đáp ứng của sympathetic và angiotensin 2 như vậy thì có thể gây suy thận à, đó là tình huống mà người ta đưa ra ha rồi tiếp tục là mình đề cập đến một số cái nhóm thuốc liên quan đến uh, điều trị bệnh thận để tháo đường đó là ACE inhibitor và ARB. Đây là angiotensin receptor blocker ha. À, là thuốc ức chế thụ thể của angiotensin á. Còn ACE inhibitor là cái ức chế men chuyển. Rồi, ở đây mình à, quan sát như vậy. Khi mà mình ức chế tác động của angiotensin 2 lên cái phần tiểu đồng mạch đến và tiểu đồng mạch đi. Tức là nó làm làm giãn cái, affer à, cái afferent giãn cái afferent arterioles làm giảm cái áp lực lọc cầu thận, à, làm giảm cái áp lực lọc lên thận ha. thì à, chỉ định của hai nhóm thuốc này là chỉ định trong hội chứng thận hư hoặc là bệnh thận mạng trong giai đoạn ổn định á. và mình không có chỉ định, là tuyệt đối đó cẩn thận xem xét chỉ định, không chỉ định á. trong những trường hợp mà bệnh nhân có GFR giảm nghiêm trọng, tại vì cái cái này dẫn tới nguy cơ tăng kali máu mình sẽ tìm hiểu cụ thể sau ha. hoặc là trong trường hợp suy thận cấp, hoặc là bệnh nhân bị hẹp động mạch thận hai bên bởi vì hẹp động mạch thận hai bên á mà khi lưu lượng tưới máu thận đã ít rồi mà mình còn ức chế cái angiotensin 2 là làm giảm cái lượng máu đi đến đây luôn máu đi đến đã ít rồi mình cho nó đi thẳng luôn tại vì giảm cái efferent arterioles dẫn đến làm giảm cái GFR có thể dẫn đến tình huống là suy thận cấp à, đó là một số vấn đề liên quan đến điều hòa sinh lý thận ra cái chủ đề này quyển sách này viết nó không có quá kỹ ha à, hy vọng là gom được một ít kiến thức à, cảm ơn mọi người đã theo dõi video clip này hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau